Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Thinh View, mình là Hưng Khúc. Ở trên kênh Thinh View thì mình đã làm rất là nhiều những chiếc MacBook đời khác nhau rồi. 2016 này, 2017, 2018, 2019, 2020, 5 đời rồi. Và trong suốt 5 đời vừa qua thì Apple gần như là không hề có bất kỳ một cái sự thay đổi nào trong thiết kế của những chiếc MacBook của mình cả. Đấy, và các bạn có giờ thắc mắc là vì sao những cái thương hiệu laptop Windows, ví dụ như là Asus, MSI, Acer liên tục tạo ra những sản phẩm mới hàng năm, liên tục thay đổi thiết kế và tạo ra những chiếc máy rất là đột phá, nhìn rất là wow, trong khi đó thì Apple lại rất là thờ ơ với việc là thay đổi thiết kế hay là không. Việc giữ mãi một thiết kế không phải là do Apple lười nha, hoàn toàn không, mà đó chính là chủ đích của Apple. Và trong video ngày hôm nay thì mình muốn mượn câu chuyện về những chiếc iPhone để mà lột tả cái tham vọng của Apple với những chiếc máy Mac nha, để xem rằng laptop Windows có bị rơi vào vết xe đổ của những chiếc smartphone Android hay là không. Các bạn để ý xem, iPhone rất ít thay đổi, 3 năm mới thay đổi một lần, mà nếu mà có thay đổi thì nó cũng chỉ gọi là chút chút thôi, chứ còn về cơ bản thì những cái chiếc iPhone nó vẫn thế à. Cái thiết kế của nó vẫn kiểu kiểu như vậy, vẫn cái kiểu tai thỏ với cái hình dáng nó như vậy, gần như là rất ít sự thay đổi. Việc chậm thay đổi thoạt nghe tưởng chừng như là một cái nhược điểm khiến cho những chiếc iPhone trở nên nhàm chán, nhưng mà đó lại là chủ đích của Apple để giúp cho những dòng iPhone đời cũ giữ giá càng lâu càng tốt, thiết kế càng trendy càng tốt và vòng đời sản phẩm càng dài càng tốt. Và cho đến tận bây giờ ở năm 2021 này thì chúng ta vẫn thấy đầy rẫy những chiếc iPhone 6 từ năm 2015 được bán đầy rẫy trên thị trường. Tức là một chiếc iPhone tuổi đời 6 năm vẫn còn bán vô cùng chạy ở thời điểm hiện nay. Và khoảng là 5-6 năm trước ấy, thì khi mà những chiếc iPhone mới bán ra trên thị trường ấy, chúng được định vị là một thương hiệu cao cấp và giá cao chót vót. Khi đó thì chưa có bất kỳ một sản phẩm nào cạnh tranh với điện thoại Android ở phân khúc tầm trung cho đến giá rẻ cả. Vậy nên thì những chiếc máy smartphone Android thời kỳ đó 5-6 năm trước, nó vẫn sống nhăn răng ở phân khúc tầm trung cho đến giá rẻ. Nhưng mà dần dần qua nhiều năm, khi mà những chiếc iPhone đời mới hơn được ra mắt thì những chiếc iPhone đời cũ hơn sẽ được giảm giá thành từ 20 triệu xuống chỉ còn 15, 10 triệu, 5 triệu và 2-3 triệu. Và do thiết kế của chúng ở năm 2021 này vẫn còn rất là trendy, vậy nên thì người dùng vẫn luôn sẵn sàng đón nhận và vẫn mua rất là nhiệt tình. Thế nên thì những chiếc điện thoại Android đời mới tầm trung cho đến giá rẻ lại bị rơi vào cái tình cảnh đó, chính là phải chật vật cạnh tranh với những chiếc iPhone đời cũ. Hiện nay thì smartphone Android giá rẻ dưới 5 triệu đang phải chật vật cạnh tranh với cả iPhone 6, iPhone 7. Đấy. Và như thông tin từ một đại lý ủy quyền của Apple là Shop đăng mình được chia sẻ, đó chính là ở năm 2020, chiếc iPhone bán chạy nhất trên thị trường đó chính là iPhone 7. Chiếc iPhone 2020 bán chạy nhất không phải là iPhone 11 mà là iPhone 7 trên thị trường Việt Nam. Thật sự là không thể tin nổi, iPhone 7 5 năm tuổi vẫn còn bán rất là chạy ở năm 2020. Và khi mà chúng ta nhìn vào bức tranh toàn cảnh, sau vào khoảng là 10 năm thì đã có đầy rẫy những chiếc iPhone trên thị trường ở những phân khúc mức giá khác nhau, vài triệu cũng có mà trên 30 triệu thì cũng có. Và khoảng là 10 năm trước, 5-6 năm trước thôi, thì iPhone sẽ chỉ có mức giá 16, 17, 20 triệu mà thôi. Nhưng mà đến bây giờ thì 2-3 triệu cũng có, 1 triệu thậm chí là cũng mua được. Hay là iPhone 12 Pro Max lên đến là 31 triệu tại đại lý ủy quyền của Apple là Shop đăng, hàng chính hãng, 31 triệu. Hệ quả cuối cùng thì như các bạn đều thấy, smartphone Android dần dần biến mất khỏi thị trường Việt Nam. Đến cả Samsung luôn nằm trong top 1 thì năm vừa qua cũng đã bị giảm thị phần, và Apple thì cứ tăng trưởng đều đều. Và đó cũng chính là một trong những nguyên nhân lý do chính vì sao khiến cho thị trường smartphone ngày càng trở nên nhàm chán. Ví dụ như trước kia vào khoảng là 4-5 triệu thì LG nha, Sony nha, rồi Honor nha, Xiaomi nha, các kiểu con đà điểu. 10 triệu thì có Samsung nha, HTC nha. Còn bây giờ thì sao ạ? 4-5 triệu thì anh ơi, có mua được chiếc iPhone nào không? Hay là 10 triệu thì mua iPhone nào em nhỉ? Nói chung là khá là buồn. Thôi thì cùng hy vọng rằng những nhà sản xuất điện thoại Android sẽ có những hướng đi tích cực hơn, chứ đừng để Apple độc quyền thì chán lắm. Và bây giờ chúng ta tạm để câu chuyện này qua một bên để nói về cái điều chính mà mình muốn đề cập trong video ngày hôm nay. Đó chính là liệu laptop Windows có bị dẫm vào vết xe đổ của những chiếc điện thoại Android hay là không. Và đây chính là một điều mà mình luôn đau đáu trong lòng. Câu trả lời tóm tắt của mình là có và cũng là không. Hai vế về việc có trước đi, và nó đã xảy ra rồi. Đó chính là những chiếc máy Mac, thị phần của những chiếc máy Mac cứ tăng đều đều, đồng nghĩa với việc là những chiếc máy tính Windows, thị phần của nó đã giảm hàng năm.
Hãy xem câu chuyện tương tự nhé. Hiện tại những chiếc MacBook Pro 13 2016 vẫn còn được bán đầy rẫy trên thị trường. Và giá của nó là bao nhiêu ạ? 20 triệu, dưới 20 triệu cũng có. Và với một cái thiết kế như vậy thì tội gì mà không mua, khi mà chúng chả khác gì so với cả MacBook Pro 13 2020 cả. Rồi thì MacBook Pro 2017 cũng chỉ tầm vào khoảng là 22 triệu vẫn mới toanh. Màn hình vẫn vậy, bàn phím vẫn vậy, touchpad vẫn vậy. Cấu hình thì chắc là cũng chỉ phải cân nhắc một chút thôi, bởi vì macOS tối ưu quá là tốt. Cũng như là Intel những năm gần đây thì không hề có bất kỳ một sự cải tiến nào về mặt hiệu năng cả. Nên là những chiếc MacBook đời cũ 2016 với cả MacBook đời mới 2017, nó cái hiệu năng của nó, cái trải nghiệm về mặt hiệu năng của nó cũng gần như là không hề có bất kỳ một cái sự thay đổi nào cả. Vậy nên thì nếu như kiếm được một cái chiếc MacBook đời cũ nào ấy thì rất là nhiều anh em vẫn sẵn sàng mua, bởi vì thiết kế của chúng vẫn còn rất là trendy này. Rồi cái hiệu năng, trải nghiệm của nó thì vẫn rất là mới ở năm 2020 này. Ngày xưa ấy, và khoảng là 4 cho 5 năm về trước ấy, cứ nhắc đến MacBook thì người ta nghĩ đến một cái gì đó rất là sang chảnh và phải tốn rất là nhiều tiền, đúng không? Và MacBook thời đó thì mức giá của nó cũng phải trung bình gần 30 cho đến trên 30 triệu. Nhưng mà đến bây giờ thì sao? Đến bây giờ khi mà những chiếc MacBook đời cũ được giảm giá thì 20 triệu, chỉ cần 20 triệu đồng thôi, đã có rất là nhiều những chiếc MacBook xịn sò trưng bày ra để cho anh em có thể thoải mái lựa chọn. Ví dụ nhá, 20 triệu anh em đã có thể mua được những chiếc MacBook Air đời 2018, màn 2K, các kiểu xịn sò, các kiểu rồi. Hay là MacBook Pro 13 2016 như hôm nãy mình có chia sẻ, thêm một ít nữa thôi thì đã có MacBook Pro 13 2017 rồi. Đấy, anh em thấy ngon chưa? Và dần dần, giống với câu chuyện của smartphone, thêm vài năm nữa thôi thì có khi chỉ cần bỏ ra vào khoảng là 10 triệu đồng thôi, các bạn đã có thể mua được những chiếc MacBook Pro rồi, cũng nên ấy. Và đây chính là toàn tính của Apple. Từ xưa đến nay thì Apple luôn muốn tạo ra những sản phẩm tuyệt hảo, chất lượng build tuyệt hảo, màn hình tuyệt hảo, loa tuyệt hảo, touchpad tuyệt hảo. Cốt là để cho chúng có một cái độ bền thật là cao và sống được rất là nhiều năm, vòng đời rất là dài, để mà khi những sản phẩm mới được ra mắt, những sản phẩm cũ vẫn còn được bán trên thị trường và cạnh tranh với những chiếc laptop Windows ở phân khúc giá thấp hơn, giống như iPhone hiện nay vậy. Giống như những chiếc iPhone 5, 6, 7 bây giờ vậy. Và đến một cái lúc chỉ cần bỏ ra 10 triệu đồng thôi, 15 triệu đồng thôi, chúng ta đã mua được những chiếc MacBook màn hình 2K các thứ rồi ấy, thì lúc đó laptop Windows lại rơi vào vết xe đổ của smartphone Android mất thôi. Tuy nhiên, không, đến với vế thứ hai, laptop Windows sẽ không bị lấn át bởi Apple đâu. Có rất là nhiều nguyên nhân để cho mình tự tin khẳng định là như vậy. Đầu tiên đó chính là laptop Windows chạy hệ điều hành Windows. Và xét về hệ điều hành thì Windows mạnh mẽ hơn rất là nhiều, nó đa dụng hơn rất là nhiều và nó chiếm nhiều ưu thế hơn rất là nhiều, chứ không như hệ điều hành Android. Nên là để mà MacBook ăn được laptop Windows ấy, thì nghĩ thôi là đã cảm thấy rất là khoai rồi. Nguyên nhân thứ hai khiến cho mình tự tin khẳng định là như vậy, đó chính là những chiếc laptop Windows cũng có rất rất nhiều những sản phẩm có một cái thiết kế cao cấp và độ hoàn thiện cực kỳ đỉnh cao, chẳng hề thua kém một chút nào so với cả những chiếc MacBook cả. Lấy ví dụ trên thị trường hiện nay như là Razer, Surface Laptop, những sản phẩm này thì chúng cũng có rất là ít sự thay đổi về mặt thiết kế hàng năm và mức độ giữ giá của chúng vẫn cực kỳ tốt. Ví dụ như Razer Blade 15 2018 vẫn 30 cho đến 40 triệu, mặc dù hàng xách tay đấy nhá, anh em thấy không, giữ giá quá là tốt. Smartphone Android làm gì có một sản phẩm nào giữ giá kinh khủng đến như vậy, hay là bị hạ giá chỉ sau vài ngày mới ra mắt. Còn ở đây, laptop Windows giữ giá sau 3 năm giá vẫn 30-40 triệu, hiếm có một sản phẩm nào đỉnh cao được như vậy. Nhưng mà nói gì nói, đây vẫn là hồi chuông cảnh tỉnh để cho các nhà sản xuất máy tính Windows nói chung, cũng như là laptop Windows nói riêng, có những biện pháp kịp thời, có những cải tiến kịp thời về mặt phần cứng, cũng như là chiến lược về giá hợp lý để lấy lại thị phần. Mặc dù thị phần cũng đang rất là hoành tráng, rất là to rồi, nhưng mà nên có những biện pháp sớm. Và sau tất cả thì mình vẫn luôn ủng hộ điện thoại Android. Hiện tại mình đang sử dụng điện thoại Android. Đấy. Mình vẫn luôn ủng hộ laptop Windows. Hiện tại mình cũng đang sử dụng laptop Windows. Và mình cũng luôn ủng hộ Apple. Hiện tại mình cũng đang sử dụng. Đây, con MacBook Pro 15 2017 này. Đấy, bao nhiêu? 17, 18, 19, 3 năm. 3 năm rồi, 4 năm rồi. Nó vẫn rất là mới và dùng vẫn rất là ngon đấy chưa. Các nhà sản xuất nên có những cái cải tiến kịp thời, những cái chiến lược kịp thời để khiến cho thị trường ngày càng sôi động hơn. Chứ còn nếu mà có một bên nào đó lấn át thị trường ấy, thị trường nó chán rồi ấy, thì có khi tôi bỏ nghề, tôi không ở đây để mà chia sẻ với cả anh em đâu. Bởi vì làm gì còn cái gì nói đâu, nhắc đi nhắc lại một vài sản phẩm nó cũng chán. Ok, hy vọng rằng anh em sẽ cảm thấy yêu thích video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại, subscribe channel nếu như anh em cảm thấy video này hữu ích nha. Bye bye.